Xin chào mọi người, chào mọi người đã tới với cả PC của Đất Gaming. Hôm nay thì đây chính là cái tựa game mà mình muốn giới thiệu với các bạn đây. Đó là cái game DOA 5 Last Round Full Crack và Full DLC luôn. Đây là bản crack rất tốt của cái tựa game đó là DOA 5 này. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn trải nghiệm qua một chút về cái gameplay của cái tựa game này nhá. Bây giờ mình sẽ chọn cái nhân vật này. Đó là nhân vật Maya Roser, được chưa nào? Một nhân vật nhìn rất là dễ thương. Trong cái chế độ mà mình đang cho các bạn coi đây là cái chế độ training thôi, chứ còn chế độ story các thứ thì các bạn tự chơi nhá. Và đính chính một chút, đây là game crack cho nên là sẽ không có bản online, các bạn thông cảm nhá. Còn nếu mà các bạn muốn chơi cái bản online của cái tựa game này ấy, thì các bạn có thể lên Steam và download DOA 5 Last Round và thêm cái chữ Core Fighter ở đằng sau nữa, đó là cái bản miễn phí của bản DOA 5 này. Các bạn có thể hoàn toàn download nó về và chơi cùng với cả người khác trên mạng luôn. Nhưng mà cái bản đó nó lại có một vấn đề, đó là cái bản đó các bạn không thể nào update DLC được. Update DLC nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là các bạn không thể nào thay đổi trang phục của nhân vật trong cái bản Core Fighter đó được. Có lẽ đó là lý do vì sao mà rất nhiều thanh niên có thể nói là tìm đến cái bản đó là DOA Last Round Crack này, đúng không nào? Thay đổi trang phục, mình không muốn nói nhiều về cái vấn đề trang phục của tựa game này. Khi mà lúc nãy mình có thử test qua một vài cái trang phục và thực sự là cái game này là 18 cộng nhá. Các bạn phải đính chính thật nhiều lần trước khi tải cái game này về để chơi, được chưa nào? Game 18 cộng đúng nghĩa đen luôn. Thậm chí mình có thể nói đến cả 19-20 cộng luôn. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc trước khi download cái game này về nhá. Đặc biệt là các em nhỏ nhá, không nên download cái tựa game này về để mà chơi nhá. Hỏng người ấy, lệch lạc đầu óc ấy. Bây giờ thì mình sẽ test qua một chút hình ảnh của cái tựa game cho các bạn coi nhá. Mình sẽ chọn cái nhân vật đó là Maya Roser. Ok. Và nhân vật tiếp theo mà mình chọn bên phía computer. Đó là Natora. Cực kỳ xinh đẹp đúng không nào? Ôi. Full skin nữa nhá. Bản crack này có tất cả các trang phục mà các bạn mong muốn, cho nên là các bạn có thể chọn tất cả bất cứ trang phục nào các bạn thích. Thế nào, này y tá có này, gì đây, hầu gái có này, ui playboy thỏ có luôn này, đồng phục nữ sinh cũng có luôn này, tiếp viên hàng không này, ui đồ bơi đây gì, đây gì, đây là cái đồ cái gì quên rồi ta, xem GV nhiều mà quên rồi ta, ôi kệ không nhớ. À, đây là đồ bơi này. Không, mình sẽ chọn cái bộ nào đó mà nhìn nó bắt mắt một chút nhá. Bộ này đi. Xinh đúng rồi. Side step không? Đây là đồ. Đây, bộ rất là đẹp đúng không? Bộ váy màu hồng. Kết hợp với cả kiểu tóc. Các bạn có thể thay đổi cả kiểu tóc nữa nhá. Trên cái phần hairstyle này. Được chưa nào? Mình chọn một kiểu tóc nào đó thật là đẹp. Ở đây. Mình thích cái loại tóc ngắn như thế này. Classic, à cái kính à. Các bạn có thể chọn cho nhân vật của bạn đeo kính hay không thì tùy các bạn. Còn cái phần detail này, nó là cái trang phục ấy. Trang phục được có thể nói là các cái skin được cài đặt thêm vào cái tựa game này. Các bạn có thể lựa chọn nhá. Ngoài các cái skin mặc định mà vừa rồi chúng ta vừa chọn xong á, đây nó còn nhiều skin khác nữa cơ. Đây này, có rất nhiều bộ đồ khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn các cái bộ đồ. Mình vừa... Đây là có thể nói là cái bộ đồ mình thích nhất trong cái tựa game này. Bộ đồ một cô gái mặc đồ công sở đúng không nào? Nhìn vào nó mắc đẹp luôn. Ôi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đầu vào cái game này để trải nghiệm qua một chút về gameplay cho các bạn coi nhá. Mình chọn một sân đấu nào đó nhìn cho nó đơn giản một chút. Và lấy cái sân này, kiểu ánh sáng cho nó đẹp. Đây, nhân vật của mình là một cô gái có thể nói là Lolicon chính hiệu. Đây, tấn công. UPO. What the fuck? Xem nào, K. Ui. Cái này có nhân vật nhảy được, có nhân vật không nhảy được nhá. Mình đã test khá là nhiều rồi. Nhân vật lại đánh dễ thương này. Cái gì đây đây? Ui. Mình sẽ hạn chế sử dụng đá cao chân.
xem nào, U O I P K. What? What? Oh shit. Oh. Không hề nhẹ nhàng chút nào cả. Lại nào. Oh. Nhân vật này có thể nói là di chuyển rất là chậm. Nhân vật và Myrosser này. Trong cái game này thì mỗi nhân vật có một cái chiều hướng, có một xu hướng di chuyển khác nhau nhá. Cũng có một số cái gọi là cách combo khác nhau nữa. Nãy mình cũng đã thử rồi. Có nhân vật di chuyển rất nhanh, có nhân vật di chuyển rất là chậm. Nhân vật này chẳng hạn. Này. Rất là chạy nhanh nhở. Tấn công nào cũng nó nhìn cũng cái kiểu nói là khá là yếu đuối đúng không nào. Bây giờ mình sẽ ra và thử cái nhân vật khác xem. Mình chọn nhân vật này vì nhìn khá là dễ thương. Mình không nghĩ lại Shida đến vậy. Free training mình sẽ vào lại. Chọn ai nhỉ? Chọn thử một nhân vật nam coi. Đây đi, thằng kia này nhìn có vẻ ngầu lòi ấy. Chọn luôn bộ vest này đi. Trong cái chế độ đó là sai. Không điều chỉnh được tóc tiếc các thứ nè. Shida ấy. Có lẽ nhân vật nữ được ưu tiên thiết kế hơn trong cái tựa game này. Ôi, cho hai thanh niên được dựa đầu kiếm này. Đây, gen full thôi mà. Thanh niên tàu khựa. Cái này đi. Đấy nào. Có lẽ nhân vật nam sẽ được thiết kế cái về cái phần chiến đấu nó mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, quả như mình nghĩ. Con đánh nhìn có thể thấm hơn rất là nhiều đúng không nào. Các bạn có thể luyện tập combo ở trong cái tựa game này. À, một lưu ý nhỏ nhỏ nữa đó là gì nhỉ? Trong cái tựa game này mình sẽ nói luôn. Đó là cái vấn đề về controller ở đây. Bây giờ mình sẽ ra lại cái phần main menu nhá. Đó là cái khi mà các bạn vừa vào game xong á. Đây, khi vừa vào game nó sẽ như thế này. Các bạn có thể sử dụng các phím di chuyển WASD để có thể chọn các cái chức năng mục tiêu ở đây. Mình sẽ vào thử cái phần option nhá. Ở đây phần game setting ấy thì nó không có gì nhiều cả. Có lẽ nó gần như là cái phần à không, mình sẽ xem á. Controller screen thì đây nó chỉ có điều chỉnh ánh sáng thôi, nó không có điều chỉnh graphic setting, không có gì hết. Game setting thì cũng chỉ là một vài cái vớ vẩn không đáng quan tâm. Còn đặc biệt là phần controller thì các bạn không thể nào điều chỉnh được, đó là vấn đề ở đây. Mình cố gắng ấn vào nhưng mà không thể nào ấn được. Âm thanh thì điều chỉnh được, online thì game crack mà sao mà chơi được. Language thì ngôn ngữ cũng vậy cả. Nhưng mà để điều chỉnh được cái phần control ấy thì bắt buộc các bạn phải vào game ấy nhá. Rồi mình sẽ vào lại cái phần training. Rồi mình chỉ cho bạn cách để chọn tạo nhân vật luôn, tốc độ cao luôn. Đây này, để có thể điều chỉnh được cái phần controller ấy, thì các bạn phải vào trong game nhá. Sau đó các bạn ấn enter. Rồi đây, các bạn đến cái phần controller. Các bạn có thể điều chỉnh được chứ nào. Nhưng mà điều chỉnh ở đây thì nó chỉ có thể nó là giả lập cho chúng ta cái giả lập chúng ta về cái đoạn đó là của điện tử tay bấm thôi. Chứ còn cái phần điện cái phần keyboard và bàn phím thì keyboard bàn phím ấy thì không có ở đây, chúng ta không thể điều chỉnh được. Cho nên là mình sau khi đã ngồi nghịch một lúc thì mình đã tổng hợp cho các bạn có thể nói là một chút về cái phần controller của tựa game này ở đây. Đây chính là cái phần tổng hợp với controller của mình. Mình sẽ để luôn nó ở trong cái file download, các bạn hãy download nó về nhá. Để có thể xem được cái controller ở đây. Nhảy này. Các nút tổ hợp tấn công này. Rồi là đổi hướng quay người, bảng menu điều khiển góc nhìn các thứ được chưa nào. Đó là một vài cái sơ mình tổng hợp qua thôi. Có lẽ sẽ còn thiếu sót nhưng mà các bạn chơi thì các bạn hãy tổng hợp dần lại nhá. Khá nhiều chức năng ở đây. Nói chung là không biết thì các bạn đừng động vào. Ok vậy nhá. Còn về cái phần đồ họa, cấu hình các thứ thì game rất là nhẹ, cho nên không phải lo đâu. Trên cái hệ thống Steam thì cái game này nó đòi nó mình nhớ nó đòi Core i7, Core i gì đó thì các bạn không phải lo đó nhá. Core i3, Core i1 chưa được hết. Thế nào?